Qua chào tất cả các em, trong buổi livestream ngày hôm nay Hoa sẽ livestream phần chuyên đề về phương thức cấu tạo từ cho các em. Rồi các em hãy bơi vào, các em ơi. Ở mẹ đây. Có một tuần hai. Ở nhá, ở. Rồi, cô chào Tuyết My, chào các em. Xin chào, xin chào. Rồi, cái phần này chúng mình sợ đúng không? Mà không phải sợ mà không thích đúng không? Ok. Nhưng mà phần này chúng ta sẽ cũng sẽ có 1 đến 2 câu ở trong bài của chúng ta các em ạ. Nhá, cho nên là chúng ta không có sợ cái gì cả. Không có việc gì khó làm một cách nào mà thôi đúng không? Cô chào các bạn. Ô, cô chào Huy Đoàn, trời ơi. Lâu lắm mới gặp Huy Đoàn ha. Nice to meet you on my live stream. Yes. Wow, xin chào, xin chào. Thế à, các em cứ xác định là nếu mà cô chỉ các ngày livestream mà cô chỉ từ 10 giờ kém 15 đổ đi thôi, vì tối nào cô cũng có hai lớp ý. Đó, cô phải 9 giờ cô dậy xong, cô nghỉ ngơi một tí tí xíu xíu xong bắt đầu cô mới live được ý. Rồi, xin chào các em. Nào, chúng mình hãy chia sẻ thật nhanh để chúng ta cùng bắt đầu buổi livestream ngày hôm nay các em nhé. Hôm nay chúng ta học về chuyên đề phương thức cấu tạo từ. Thế thì với cái phần này thì các em phải biết được những cái lý thuyết cơ bản. Phải biết những cái lý thuyết cơ bản. Đúng không ạ? Thế cô sẽ viết cái cơ bản cho các em. Như cơ bản trước nhá. Rồi, cô chào các em. Nào, chúng ta cùng bắt đầu buổi livestream ngày hôm nay bằng bao nhiêu phần trăm năng lượng đây các em? Nào, qua sẽ bắt đầu bằng 100% năng lượng. À, thế còn chúng mình bao nhiêu phần trăm năng lượng đây? Bao nhiêu phần trăm năng lượng đây ạ? Ơ, sao thì mình dừng hình này nhỉ? Đợi cô xíu nhá. À, đây rồi. Hello. Kinh, 1.000, 1.000 cơ. Yeah. Nào, chúng ta cùng bắt đầu game nhé. Em sẽ có năng lượng hơn nếu thấy trái cây. Tưởng tượng vậy. Hello, hello, chào em, chào Dung East. À, các em ơi, với cái phần, đây là phần chuyên đề rất là quan trọng. Bởi vì nó không những giúp chúng ta làm dạng bài điện tử ô trống, mà còn giúp chúng ta làm những cái dạng như là trong những cái dạng mà các em hay sợ. Đó là dạng bài, cũng là điện tử ô trống, nhưng mà nó dạng bài là đục lỗ ấy các em. Đục lỗ ấy, nhớ không ạ? Đó, thế thì các em phải biết được loại từ. Thế thì chúng ta cần phải biết những cái nguyên tắc, gọi là nguyên tắc mà trẻ con cũng cần phải biết như sau. À, các em ghi cho cô một nhỏ nhé. Đó là gì ạ? Tính danh, động trạng. À, tại sao cô nói như vậy? Để chúng mình dễ nhớ thôi. Cô dạy một cách ngắn gọn nhất mà các em có thể áp dụng được. À, không cần phải cầu kỳ theo bất cứ cái sách vở nào cả nhá. Hôm nay cô vẫn ăn cam, tự giác của bài ạ. Không ăn bưởi nữa, ăn bưởi nhiều quá chán rồi, bây giờ ăn bưởi ngày nào ăn hai quả thì làm sao mà sống nổi em. Ăn nhiều quá rồi không thích ăn bưởi nữa rồi. Nào, thế thì kem nhớ cho cô hai nhá. Tức là tính từ phải đứng trước danh từ, hay động từ phải đứng trước trạng từ. À, ví dụ qua nói như sau ạ. I am a good girl, đúng không ạ? Rồi, tôi là một cô gái tốt, có đúng không ạ? Thì good u ngắn nhá, có phải tính từ không? Girl có phải là danh từ không ạ? Ok, I am a good girl nhá. Yeah. Hay là động trạng như qua sẽ nói gì ạ? I run fast. Đó. Thì run có phải động từ không ạ? Rồi, fast là gì? Trạng từ. Trạng từ. Rồi, rất dễ hiểu, được chưa ạ? Rồi, cái cách nhỏ nhỏ số 2 mà các em cần phải nhớ. Trong bụng rồi em ơi. Rồi, cách nhỏ thứ hai cần phải nhớ đó là gì đấy ạ? Đó là trạng từ đứng trước tính từ. À, các em phải nhớ giúp cô Hoa nhé, các em phải nhớ những cái đơn giản này. Còn nếu không nhớ thì không thể dạy nổi phần này luôn. Nhớ, trạng từ đứng trước tính từ.
Ví dụ ba cậu nói một câu như sau ạ: tôi nóng một cách khủng khiếp với trời mùa, mùa hè tầm khoảng 37, 38, 39 độ, chết nóng rồi đúng không? Cô sẽ nói như sau: tôi nóng một cách khủng khiếp. I am terribly hot. À, thì có đúng terribly có phải là trạng từ không ạ? Đúng rồi. Rồi, hot là tính từ. Nhà cô mùa này thì chỉ có 3 thứ thôi, đó là cam thì cam sạch có nghĩa ra này. Nhà cô mùa này đang có đu đủ này, xoài này, với cả bưởi này. À, nhà cô ăn đồ ăn trang trại ở nhà cô chứ cô không ăn đồ ngoài hàng. Đấy, cho nên là nhà có gì ăn đấy thôi, tự giác vài ạ, khổ lắm. Rồi, nhá, terribly hot, được chưa? Am là động từ to be. Vậy các em nhớ cho cô A này, sau to be phải là tính từ. Sau to be là tính từ, nhá. Nhưng mà trước tính từ lại là động, à lại là trạng từ. Ok, rồi. Thế thì cấu tạo trạng từ như thế nào? Để cô nói luôn vì phần này liên quan đến trạng từ, tính từ. Nhá, ôi thế hả em? Rồi, kệ đi, cứ học đi. Môn nào thi là việc của thi, học là phải thi, kiểu chửa là phải đẻ, kiểu thế đúng không? Rồi, à, rồi chào anh nghĩa chào các em. À, ví dụ qua có một cấu trúc như sau, đó là cái cấu trúc mà rất hay trong bài thi của chúng ta, đó là bình thường nhá. Các em biết cái cấu tạo của tính từ là gì? À, ví dụ qua từ friend là bạn đúng không? Thì cô thêm lưu ly vào thì thành trạng là thành tính từ không? Friendly là thân thiện đúng không? Thế nhưng bây giờ ví dụ qua có một câu như này. À, câu như thế này qua mà nói là có một câu này. I am chấm chấm cái gì đấy dressed nào. Thì bây giờ người ta vẫn yêu cầu các em này, à viết dạng đúng của thằng này. Ờ cô chồng viết thằng viết dạng đúng của thằng good này. À, chào các em, chào các em. Thế thì làm thế nào đây? À qua dạy là gì? Sau tính từ, à sau động từ to be phải là tính từ. Đúng không? Chỗ này phải là tính từ đúng không ạ? Ờ. Thế mà dress ở đây là có ed, tức là phân từ hai. À, thế thì cô Hoa bảo là thế này. Có một nguyên tắc như sau, đó là trạng từ cộng với một phân từ hai thì tạo thành một tính từ. Ok. Nhá. Thế thì lúc này chúng ta sẽ cần phải một, bởi vì đây là phân từ hai đây rồi đúng không em? À phân từ hai đây rồi. Vậy chúng ta cần gì đây? Thằng gì ở đây? À thằng trạng từ đây. Ok, đăng. Vậy câu đáp của chúng ta sẽ là well. Đúng không ạ? Ok, hay là bình thường các em hay nói câu là gì ạ? Well done. À giỏi quá đấy. Là tính từ đấy các em ạ. Well done. À giỏi quá đúng không? Hay là ví dụ nhà của chúng trường học được trang thiết bị rất là hiện đại, rất là đẹp, rất là tốt. Em sẽ nói là well, our school is well equipped. Đúng không ạ? Đấy. Thì đây đúng thằng phân từ hai không? Đúng thằng trạng từ không? Xong chưa ạ? Đấy. Nhá. Rồi. Hay là ví dụ cô A có một cái từ thế này. Nào. Có một câu như sau ạ. He was behaved. Ok. Điểm gì ở đây? Từ này là từ bad. Đúng không? Was là động từ to be dạng quá khứ. Behaved là gì ạ? Phân từ hai. À. Thế thì cô A dạy rồi. À, trước phân từ hai thì phải cần một trạng từ thì thành một tính từ đúng không em? Vậy thì đương nhiên chúng ta cần phải trạng từ đây, và trạng từ của bạn có nghĩa là gì? Badly. Badly behave, à, cư xử một cách tồi. Đấy, cô dạy như thế đã hiểu chưa ạ? Hiểu nhá. Rồi, đấy là những cái nguyên tắc mà không thể nào mà không được phép quên, tức là phải nhớ, được chưa ạ? Rồi, thế ngoài ra này, nguyên tắc số 3 này, qua dạy này là chẳng có sách vở gì đâu nhá, để cho chúng để cô nói những cái để các em đi vào lòng các em nhất. Ok. Rồi, giữa hai động từ là trạng từ. Em nói thế cũng được. Đúng rồi. Rồi, hay là như thế này. Vừa rồi chúng ta có một cấu trúc như sau. À, các em nhìn này. Qua vừa dạy chúng mình đó là cấu trúc động đứng trước trạng từ đúng không ạ? À, ngoài ra có thể nó là trạng động cũng được các em ạ. Động trạng hay là trạng động cũng được. À, ví dụ cô có một câu như sau ạ. Cô ta cười một cách hạnh phúc. À, she happily smiles. Đừng nói là smile nhá. Smile, ai mà smiles đúng ạ? Rồi, thì có đúng là trạng từ đấy không ạ? À, đúng động từ, à động từ đấy không ạ? À, she happily smiles. Hoặc em có thể nói là she smile happily. Ok? Được chưa ạ? Rồi, đó là nguyên tắc nhá. À, tiếp theo này, nguyên tắc số 4, số 3 đi. Rồi,
Nguyên tắc số 3 đó là gì ạ? Sau mạn từ có 3 mạn từ phải không các em? Ở, ấn, the, thì đằng sau phải là danh danh từ. Đúng ạ? Rồi. Ơ ân, đương nhiên là sau ơ và ân thì phải là danh từ số gì? Số ít. A boy, a girl, a book, a pen. Đúng không? Giờ đằng sau mạn từ xác định rồi. Ok. Rồi, xong nhá. Tiếp theo này, chúng ta có từ gì đây? Một vài từ nữa. Trong phần này thôi, ví dụ số 4 được gọi là 4 đi. À, some là một vài, đúng không? Sau some thì là cộng với danh từ làm sao các em? Danh từ số nhiều hoặc danh từ không đếm được. Đúng ạ? Ví dụ các em nói như sau ạ. Một vài quyển sách, some books, vì books đếm được, đúng không? Nhưng mà some tea, I would like some tea please. À, tôi muốn uống trà. Thì tea là danh từ không đếm được. Và qua bảng có một cách không bao giờ sai, đó là gì ạ? Danh từ không đếm được là danh từ chẳng bao giờ có từ S đằng sau cả. Các em chú ý, rất là chú ý phần này nhé. Là bài sửa lỗi sai hay là hay ở những cái lỗi hiểm trở lắm. Vì cô viết sách, cô biết là những cái nào mà người đề bài người ta hay ra mà. T không có S, viết tên là sai, bỏ S đi thì rõ ràng phải dùng some, đúng không ạ? Ok, hay trong bài thi chúng ta hay dùng từ này. Information. Cái từ thông tin ý, nhìn thấy S là phải vứt ngay cho qua nhá. À, thì lúc đó sẽ phải dùng gì? Some. Được chưa ạ? Xong nhá, rồi. Hay là sau any cũng như thế. Nhưng mà chú ý cho cô này, đó là some thì chỉ dùng trong câu gì thôi? Some chỉ dùng trong câu khẳng định và câu lời mời. Thế này gọi là câu lời mời này. Could you like some tea please? À, câu mời đấy chứ, đúng không? Hoặc là I have some books là câu khẳng định. Rồi, any cũng thế. Sau any là cộng với danh từ số nhiều cho qua, hoặc là danh từ không đếm được. Đúng ạ? Ok, rồi. Và any chỉ dùng trong câu phủ định. À, câu hỏi và câu phủ định, cô ghi là dấu trừ. Được chưa ạ? Ví dụ như là is there any tea left? À, còn là ít trà nào không? Ừ. Tea không được cho nên phải dùng is there. Đúng không ạ? Nhá, rồi. Ví dụ là chẳng còn trà đâu, con sẽ nói cô chào thắng. There isn't any tea left. Ok, được chưa ạ? Rồi, thế thì đấy là những nguyên tắc mà các em phải nhớ thôi. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng làm bài áp dụng các em nhé. Đấy, nó có gì khó khăn đâu. À. Rồi, nhưng mà dạng này học sinh không rất là sợ. Sợ không phải vì những cái cô Hoa vừa nói, những cái vừa rồi là những cái cơ bản thôi. Nhưng khi vấn đề của em là các em không nhớ từ. Vấn đề của chúng ta nó là ở cái chỗ không nhớ từ. À không nhớ là thế động từ là như thế nào? Các em sẽ có một cái bài chúng ta học là động từ là kết thúc là đuôi. Ví dụ như cô dạy của nhiều cô biết là đây là động từ này, đây là danh từ này, ok, đây là tính từ này, đây là trạng từ này, ok. Thì một là A á, hihi sai rồi, Ngọc Hà vỡ rồi. Các em chú cho qua nhá, là phải nhìn. Thế thì với dạng bài này thì cô hỏi thật nhá, cô phải nói thật chúng một câu là em không thể nhớ được bảng đấy. Bởi vì cô luôn đặt địa vị cô là các em khi mà cách đây 20 năm cô đi học. Thì với cái dạng đấy thật sự là không dễ nhớ các em ạ. Chỉ có nhớ bằng cách là gì các em? Chỉ nhớ bằng cách đó là gì ạ? Các em luyện nhiều các em sẽ thành ra như nhớ, thành nhớ được. Bây giờ cô cho các em xem một cái bảng mà cô đã liệt kê trong sách. Đố nhớ ở đây, nhớ được thành cô giáo mất rồi. Nhớ chưa ạ? Rồi, cho nên chúng ta sẽ cùng vừa làm vừa phân tích. Và nhớ cho qua này, khi mà các thầy cô giáo dạy phần này cô sẽ viết ở phiếu, nhưng khi ở vở này sau buổi học em phải làm một nhiệm vụ là các em ghi ở vở cho cô cách ghi như sau nhé. Qua ví dụ như câu này cô dạy như sau, cô dạy này, câu một cô dạy xong cô dạy hướng dẫn cách học ở nhà này. Opera singer Maria Callas was known for her powerful voice. Her là tính từ sở hữu, cũng sai rồi tự giác bài ạ. Her là tính từ sở hữu và sau tính từ sở hữu, sau tính từ thì đương nhiên phải là danh từ. Nhưng câu này ngặt một nỗi là gì? Ở đây chúng ta lại có từ voice là danh từ. Thằng powerful là tính từ. Vậy thằng này cũng phải tính từ các em ạ. Bởi vì nó cách bằng dấu phẩy. Ok, vậy cô này phải là C rồi. Đúng không? Ok. Thế thì ở lớp các cô sẽ dạy các em là gì ạ? Các em nghĩ giúp cô nhá. Đấy, sửa đi sai rồi. Intense, các em dịch cho cô Hoa là gì đấy ạ? Mãnh liệt. Mạnh, ghi đấy ạ. Các em tự ghi nhá. Mãnh liệt này. Cô sẽ chữa rất là chậm. Không cần chữa nhiều nhưng sẽ là chậm cho các em. Mãnh liệt này, ghi đạo. Intense, người ta dịch là mãnh liệt là tính từ. Intensify, động từ.
Là động từ các em dịch cho cô à, làm mạnh lên. Thế cách học của chúng ta là các em chuyển ghi nghĩa của một từ mà các em cảm thấy nhớ nhất. Bởi vì bản chất là nghĩa giống nhau mà. Intensity, âm tiết số 2 nha. Thằng này là danh từ ghi chữ N cho cô. Và chúng ta định là sự mãnh liệt. Intensity là tính từ, là một cách mãnh liệt, đúng không ạ? Rồi, thế là xong nhá. Thế sau đó về nhà các em sẽ viết cho cô một vở thế này. Về vở các em ghi cho cô là thế này. À, qua dạy thế này đúng không ạ? Intensify, mở ngoặc, động từ, làm cho mãnh liệt. Intense, danh từ, đúng không ạ? À, tính từ, xin lỗi. Mãnh liệt. Intensity là danh từ, sự mãnh liệt. Và trạng từ của nó là intensely, trạng từ. À, ghi nghĩa một từ thôi, đỡ mất thì giờ. Nhá. Còn tuyệt vời hơn nữa, các em ghi trọng âm cho cô. Trọng âm cho cô. Ok, các em ngoặc cô phát này. Hiểu cách không ạ? Rồi, sau đó các em để cách cho cô một dòng và tiếp tục những cái từ tiếp theo nhá, tiếp từ tiếp theo. Có hiểu cô không ạ? Hiểu cô bạn. Rồi, để qua giúp rất là kỹ các em rồi nhá. Làm đúng như vậy, đây là cách cô đã áp dụng và đã thành công ạ. Đó nhá, và các em cứ thế mà làm thôi. Ok, rồi tiếp tục nhá. Cô mời chúng mình làm cho cô câu số 2. Hôm nay cô mới dạy bài viết cho cái nhóm lớp IELTS, bài viết biểu đồ. Thật sự khi mà học thì cô cũng nói với em luôn là khi mà các anh chị học đại học của cô 200 đề xong thì đã quá đủ đầy đủ các dữ liệu và cấu trúc để viết bài luận này, và cô chỉ nói trong vòng đúng nữa đến trong vòng một buổi học hôm nay là 1 tiếng 45 phút là các em đã đủ khả năng để viết rất là hoành tráng, rất là tốt rồi, không khác gì những người đi mất bao nhiêu IELTS cả. Thế cho nên là các em nhớ nhá, những cấu trúc bây giờ rất quan trọng các em về sau IELTS, đúng ý không ạ? Học sinh lớp 10 cô đã bây giờ đọc IELTS 8.5 rồi các em ạ. Ok nhá, bởi vì các bạn ấy ngấm cô lâu quá những cấu trúc rồi. Bây giờ các em bạn như cái này, những cái này cô dạy các em từ lâu rồi các em ạ. Vì chúng nó đọc IELTS là cái tầm này, những cái này dạng dễ cho nó rồi. Có hiểu không ạ? Ok. Từ giao bài ơi, sợ là do mình không thuộc cấu trúc, cô khẳng định. Nhưng mà khi mà thuộc cấu trúc thì chẳng có gì sợ cả. Hôm nay các em bảo chứ cô ơi, hóa ra viết IELTS cũng dễ nhỉ, sau khi nghe cô hướng dẫn cụ thể. Ok, cấu trúc có rồi, cho nên các em nghe lời cô Hoa nhỉ, học ngay ngay từ bây giờ một cách nghiêm chỉnh ạ. Đừng để về sau học một rồi vặn nó vất vả tốn tiền lắm ấy ạ. Tiếp tục câu số 2 nha. Many readers will disagree with the selection and the assessment. Assessment có nghĩa là sự đánh giá. Selection nghĩa là sự lựa chọn. As any guy with inevitably be. À, cái gì này? Nha. Will be này. À, thì đương nhiên ở đây sẽ phải là gì? À, tính từ rồi. Be là động từ to be mà. Thì đây sẽ phải là tính từ. À, có đúng nguyên tắc của Hoa vừa dạy không? Tính từ. Vậy thì nhiệm vụ chúng ta sẽ là cần tính từ gì đây? Cái gì này? Inevitably có vẻ là không cần thiết là trạng từ không? À, có đúng cấu trúc qua vừa dạy không ạ? Trạng từ đứng trước một tính từ. Chuẩn nhá. Ok. Ok, được chưa ạ? Rồi. À, tiếp theo nào. Vậy thì ở đây chúng ta hồi giải văn thế được rồi. Chúng ta cần, như ở đây chúng ta có hai tính từ các em ạ. Tính từ nhất đó là subjective, cô trai hồng bùi. Subjective có nghĩa là tính từ. Người ta dịch cho cô là, các em dịch cho cô là chủ quan. Cái nghĩa nghĩa đã. Subjective là chủ quan. Ok. Ở đây chúng ta có từ subject, không phải là môn học, không phải là danh từ, mà thằng này là thằng động từ ghi cho qua. Động từ các em thì cho qua là cái này phải ghi rõ này. Bắt phải chịu. Em ghi nhá. Subject. Động từ bắt phải chịu. Thế thì subject từ là tính từ, là bị bắt phải chịu. Có thế thôi. Đúng ạ. Rồi. Subjectivism là danh từ, dịch cho cô Hoa là chủ nghĩa chủ quan. Chủ nghĩa chủ quan. Rồi, vậy câu na 2 của chúng ta đương nhiên phải là gì các em? À, C. Nhiều độc giả sẽ không đồng ý với cái sự lựa chọn và sự đánh giá như những bất cứ hướng dẫn nào là làm sao có nghĩa gì, mang ý nghĩa gì. À, làm sao ạ? Chủ quan. Đúng ạ. Là nhận xét phải khách quan, không thể chủ quan được, đúng không? Theo quan điểm của tôi nghĩ là những người khác nghĩ khác. Chúng ta nhớ không bao giờ phán xét bất cứ một ai hay bất cứ một sự việc nào trên quan điểm cá nhân các em ạ. Ok, cái đó là rất hạn chế nhá. Cái đó sẽ làm cho chính bản thân mỗi con người chúng ta sẽ bị hạn chế cái năng lực nhận xét, năng lực giải quyết vấn đề đấy các em ạ. Tất cả mọi thứ chúng ta đều phải nhìn vấn đề khách quan. Vấn đề khách quan. Giống như cho một một con người chẳng hạn, người ta ví dụ một lần người ta làm việc xấu thì chúng ta đừng nhìn mặt xấu của người ta, mà chúng ta hãy nhìn khách quan, tức là gì? Chúng ta hãy đưa con mắt của chúng ta nhìn những cái tích cực, những cái tốt của họ trước. Đồng ý không ạ? Trước khi chúng ta đánh giá cái xấu của họ.
Ok, xong chưa ạ? Thì lúc đó các em sẽ luôn luôn có một cái thái độ lạc quan, và bởi vì bản thân mỗi một con người chúng ta, bản thân mỗi một con người chúng ta cũng đã không hoàn hảo rồi. Bản thân cô ai không hoàn hảo đúng không ạ? Ai có một cái không hoàn hảo. Nhưng mà chúng ta hãy nhìn nhau bằng cái hoàn hảo, nhìn cái hoàn hảo của người ta thôi. Đồng ý không ạ? Ok nhá. Thế thì cái này ý là như vậy đấy. Nhá. Rồi. Đọc lại nghĩa các từ câu 2 đi. Thứ nhất này, subject, động từ, người ta dịch là bắt phải chịu, và đây là tính từ là bị phải chịu. Subject thì là tính từ có nghĩa là chủ quan. Subjectivism người ta là chủ nghĩa chủ quan. Cứ có đuôi ism, ism người ta gọi là ism game ạ. Thì game dịch cho cô Hoa là chủ nghĩa bla bla gì đấy nhá. Ok. Nào chúng mình làm tiếp cho qua câu số 3 nào. Politicians blame the media if they don't win the election. They are so predictable. Predictable là nghĩa là gì em nhỉ? Có thể đoán được. À, có phải vừa rồi qua vừa dạy chúng mình là, chúng mình nhớ nhá, trong tiếng Anh này như tiếng Việt ạ, chúng ta có một cấu trúc như sau, đó là SV. Tức là S là chủ ngữ, V là động từ. Có phải chủ ngữ luôn đứng trước động từ, có đúng không ạ? Ok, nha Tuyết Minh nhá. Ok rồi. Nào, thì đây là chủ ngữ này, đây là động từ này. À, thế mà qua vừa dạy rồi, cái gì đứng trước động từ nhỉ? À, trạng từ. Vậy chúng ta phải thằng đi tìm thằng trạng từ ở đây. Ok. Nhìn lại bản thân của bạn mình, đúng rồi, chính xác em. Rồi, chúng ta sẽ cần trạng từ đây. Thôi rồi, chẳng cần dịch đâu các em ơi, đến luôn đi đi. Đúng không ạ? Ok. Vấn đề khi nào dịch môn học ai bắt. À em ơi, chúng ta sẽ dịch khi mà chúng ta cho nó vào context, cho văn cảnh các em nhé. Đúng không ạ? Ví dụ như là cô có một câu như sau: My favorite subject is English. Thì chẳng nhẽ cho nên chúng ta lại dịch là phải chịu à? Phải dịch là môn học ưa thích của tôi là tiếng Anh. Ok, cho văn cảnh em nhé. Rồi. Vậy câu 3 chúng ta cần trạng từ nào qua bảng nghĩa chúng mình đây. Ở cái phần câu 3 này chúng ta cũng cần phải rất là chú ý ạ. Ở đây chúng ta có tính từ thứ nhất đó là gì ạ? A variable. Cái nghĩa giúp qua này, tính từ. Mình dịch là gì ạ? Phân biệt tính từ của ID. Ok, đợi cô tí nhá. Thắng đợi cô tí, cô dạy nó qua này, cô giải thích cái đấy cho. Variable, cái gì nghĩa cho cô này, ý nghĩa này, có nghĩa là gì ạ? Có thể thay đổi được. Em mình nghĩa đấy ạ. Có thể thay đổi được. Có thể thay đổi được. Tính từ số 2 đó là various, khác nhau. Phải dịch được đấy. Ờ đúng rồi, bạn Nguyễn Huy nói đúng rồi đấy ạ. Khác nhau. Chính xác. Various, không để cô cho ví dụ bạn sẽ hiểu hơn. Học phải qua ví dụ và bài tập ạ. Various là khác nhau. Variety là danh từ. Cái gì cho cô Hoa là sự đa dạng. Và người ta hay đi với cấu trúc gì đây ạ? Variety of. Được chưa ạ? Rồi. Rồi, xong nhá. Bây cô sẽ phân biệt chúng mình tính từ dạng ED và ING này. Vừa rồi bạn Nguyễn Huy có ghi là ED là cảm xúc. Đúng rồi, là cô ấy có một ví dụ như sau. I am interested in cái gì nhỉ? À, bây giờ đang có bộ phim gì hot mà học sinh vừa nói cô lại quên nhỉ? À, Mắt Biếc, đúng rồi. I'm interested in Mắt Biếc phim. Thì đây là cảm xúc của em này, em thích cái bộ phim đấy. Và một cái phân biệt nữa là tôi là gì ạ? Tôi là người. Người đúng không ạ? Thế là cảm xúc của tôi là tôi thích. Ok, xong chưa? Rồi. Tiếp theo, bạn ghi là in là đánh giá là đúng. Ví dụ qua mà nói là Mắt Biếc rất hay, rất hấp dẫn. Mắt Biếc is interesting. À, thì đây là đánh giá của em về Mắt Biếc. Nhưng có người lại bảo là no, Mắt Biếc is so boring. Mắt Biếc buồn tẻ quá. Đúng không ạ? Rồi, thì đây là cái đánh giá của em về hay của người khác về Mắt Biếc. Đây là đánh giá của em về Mắt Biếc. Ok, xong. Thế thôi em nhé. Rồi, tiếp tục ạ. À, học sinh phải học qua ví dụ mới hiểu được. Rồi, câu số 4 ạ. Câu số 4 sẽ là gì các em? Các em cùng xem nhé. This very, can you practice your violin somewhere else? Ôi rồi, cô thấy học sinh nháo nhác lên phim Mắt Biếc. Nói chung bây giờ cô lâu lắm không xem phim nên là mọi người nói thì hay cô biết thế thôi chứ. Cô không thể xem phim thật, không thể ăn thật luôn các em ạ. Quá nhiều việc rồi. Nào cô 4, cách giải trí của cô là đọc sách. À, thói quen là cô là đọc sách ạ. Cô có một cuốn sách là dày 1.135 trang em ạ. Và sách này là sách quý. Cho nên là đọc hết được cuốn sách này là cũng là cả một cái công trình cuộc đời rồi các em ạ. Ok.
Tính cách con người là vinh hay sao vậy cô? À, tính cách con người ví dụ như là he's boring. Ờ đúng rồi, chính xác nhá. Rồi, nào, cô sẽ câu 4 nào. Câu 4 chúng ta còn lại từ gì các em? À, thứ nhất chúng ta có từ is là động từ to be. À, 4 là be là sai em ạ. Tuấn Leo ơi, sai rồi. Ok, đúng rồi, học đi, bây giờ đừng xem phim em ạ. Động từ is là động từ to be, đúng không ạ? Hơn nữa lại có từ very. Kiểu gì sao cũng là tính từ. To be sau to be tính từ mà, vậy chúng ta cần tính từ đi. Nhưng bây giờ chúng ta có hai tính từ này, convenient và inconvenient. Convenient là thuận tiện và inconvenient là không thuận tiện, phải không em? Ừ. Vậy thì câu bốn chúng ta phải gì là gì ạ? Thật là không thuận tiện, bạn không thể luyện tập đàn violon của bạn, violin của bạn ở một nơi nào đó à? Đúng ạ. Vậy câu này đáp của chúng ta sẽ phải là gì ạ? C, inconvenient. Nhá. Ok, inconvenient. Được chưa ạ? Rồi. Ok, rồi Nguyễn Thắng tuyệt vời em. Conveniently có nghĩa là convenient. Cái này là con, cái phiên này o phiên này là ơ cho cô. Nói thế qua nhá. Conveniently, conveniently một cách thuận tiện đúng không? Còn convenience có nghĩa là danh từ của nó. Đấy, xong về viết vào vở sẽ ghi đúng như vậy. Ok, xong nhá. Qua mời chúng mình làm cho qua câu số 5. Ok, nào. Câu số 5 cũng là một câu chúng ta cần phải nhớ đấy ạ, vì có hai danh từ rất là hay. Ok, nào. I would like to. Good luck to cộng verb à, mong muốn làm gì đó. To show you my latest. Các em ơi, cái từ latest này, latest này. À, các em ơi, sách này là sách Kinh Thánh các em nhé. Kinh Thánh tiếng Anh là Holy, cô đang đọc bản tiếng Anh em ạ. Holy Bible. Cô Hoa không phải là người theo đạo. cô chẳng theo đạo nào cả. Mọi người vẫn nghĩ rằng là theo sách Kinh Thánh là theo đạo Thiên Chúa giáo hay đạo Tin Lành, nhưng cô Hoa là người không theo đạo. Mà cô Hà đọc Holy Bible. Ok, tức là Kinh Thánh, vì trong Kinh Thánh này là nói về tất cả những lịch sử nhân loại này, nói cả các bài học kinh doanh này. Kinh doanh thì tất cả các cuốn sách Do Thái mà bán trên hiệu sách bây giờ là đều lấy ở Kinh Thánh mà ra. Nó dày 1.135 trang các em ạ. Nó là kiệt tác của nhân loại này luôn các em ạ. Các em nên nên một lần trong đời đọc cuốn Kinh Thánh này. Cái nhớ, nhưng đừng theo đạo. Theo đạo là sai hết đấy các em ạ. Theo đạo là sai hết đấy nhá. Cuốn Kinh Thánh này nói theo đạo là sai mà, đạo Thiên Chúa giáo này, những người đi nhà thờ ấy ạ, Thiên Thiên Chúa giáo, tự giác học bài. Cô đã bảo rồi, tự giác học bài rồi, chắc chắn cô sẽ giúp em cuốn sách này, nhưng mà phải thi xong đi, về tập trung học đi đã nha, vì học cuốn sách này đầu óc phải phải ở dạng đẳng cấp siêu đẳng rồi đấy. Thì mới hiểu được nhá. Mọi người theo đạo người ta chỉ hiểu là chỉ về đạo đức yêu thương, nhưng không phải, nó còn nhiều cái hay lắm. Rồi tiếp tục nha. Câu số số 5 này. Latest cái nghĩa giúp qua này. Latest có nghĩa đừng dịch là trước kia, mà em dịch là cho cô là mới nhất, ví dụ như là tin mới nhất, the latest news, tin mới nhất đúng không ạ? Rồi, vậy câu 5 đáp của chúng ta sẽ phải là danh từ. Đúng không? Latest là tính từ mà. Nhá. Ok. Rồi, tiếp theo ạ. Thế thì đây sẽ là gì ạ? Chúng ta cần danh từ ở đây. Ok. Sách này không phải là sách của người Do Thái em, mà sách này sách của nhân loại. Sách của nhân loại chứ cô không có đọc của sách Do Thái. Sách Do Thái là một quyển rất là nhỏ trong cuốn Holy Bible thôi ạ. Ok, rồi. Vậy câu số 5 của chúng ta cần danh từ. Và chúng ta có hai danh từ cái mỹ giúp qua này. Danh từ này. Creativity có nghĩa là óc sáng tạo. Em ghi đi ạ. Creativity. Bạn em đọc Kinh Thánh rồi à? Chính xác. Rồi. Rồi, bây giờ tập trung học ở đây đã. Bởi vì khi mà các em qua được cái lớp 12 xong đã, học cô sẽ giúp chúng mình về Holy Bible. Hay lắm. Hay lắm. Con nhà cô đang học hết rồi mà. Em rất là ngoan. Rồi, mà giỏi nữa. Bởi vì tất cả những lịch sử nhân loại, cả cái này giúp lịch sử học giỏi, con học giỏi rất là lịch sử, nó thuộc hết rồi gì nữa. Thuộc hết về lịch sử ở ở trường chúng ta học là một phần rất là nhỏ trong lịch sử thôi các em ạ. Chứ không xong nguyên học y hệt đấy luôn ạ. Nhưng học cái này qua hình ảnh hay lắm. Rồi. Thôi giờ trung học này. Chứ bây giờ nói về cuốn sách này cô lại mê hơn cả dạy tiếng Anh bây giờ đấy. Nha. Bây giờ cô đang dùng cuốn sách này để đi giúp đỡ cuộc đời con của rất nhiều người đấy các em ạ. Ok. Nhá. Ở đây cho các em nghe này. Creativity người ta dịch là óc sáng tạo. Tiếp theo ở đây chúng ta có creativity, óc sáng tạo này, hay là tính sáng tạo. Danh từ số 2 là creation, người ta dịch cho cô, cách dịch cho cô là gì ạ? Là
tác phẩm. Tác phẩm. Tác phẩm. Ý tưởng cô nhiều lắm nhưng cô thấy cuốn sách này đủ hết rồi, chẳng muốn biết nữa, mất cảm hứng luôn. Vì là đọc cuốn sách này đã là lịch sử nhân loại rồi em. Ok. À, mua kem ra các hiệu sách ở Hà Nội cô thì nhiều lắm. Cô biết mà em, cứ ra hiệu sách là có hết mà. Có hết, em cứ hỏi về kem nên mua quyển song ngữ game ạ, Holy Bible Kinh Thánh ạ, mua cả tiếng Việt này, một một bên tiếng Việt bên tiếng Anh, học tiếng Anh luôn ạ. Trời ơi, kem ơi, học học giỏi luôn cả tiếng Anh, dạy cả luôn tiếng Anh ở đấy mà. Cô đang dạy cả Holy Bible cho người nước ngoài đấy, bằng tiếng Anh đấy. Có tin không? Thật đấy. Đang dạy cho mấy người Ấn Độ. Rồi. Cậu, vậy thì câu 6, à câu 5 đáp của chúng ta đương nhiên phải là gì? Đi đáp qua về dịch rồi. Đúng không ạ? Rồi, tôi muốn cho bạn xem cái gì ạ? Cái tác phẩm mới nhất của tôi mà được gọi là Boat on a Lake. Nhá. Ok. Rồi. Tiếp tục ạ. Câu 6 ạ. Câu 6 nào. Câu 6 nào. During the festival, we're hanging from every tree. À, cái nhìn giúp cô Hoa này. Nhìn này, every là mọi, là mỗi đúng không? Mọi đúng không? Xin lỗi, mọi. Thì sau từ every có danh từ số ít không ạ? À, số ít hay số nhiều đây? À, em ghi cho qua thêm này. Sau every cộng với danh từ số ít, luôn là danh từ số ít nhá. Tủ sách của cô cho đi cho hết rồi, bây giờ cô chỉ giữ mỗi cuốn Holy Bible thôi. Vì cuốn Holy Bible đã đủ tất cả cuốn sách hồi trước cô có, cả một phòng sách đủ hết trong này hết. Em nhớ nhá. Rồi, ok. Vậy câu 6, chúng ta cũng có hai danh từ các em ạ. À, cái nghĩa dụng ba danh từ luôn được khác, phải hai danh từ nữa. 6 là si, cũng sai em ạ. 6 là si, sai rồi. Ở đây chúng ta có từ nhá. À, decorate là trang trí, em biết rồi. Decorator. Decorator có nghĩa là gì các em nhỉ? Là người trang trí, các em nghĩ giúp qua này. Đây là có cả bản Việt em ạ, có cả tiếng Việt. Cuốn sách này được dịch ra 2.400 thứ tiếng. Em thích bản gì có bản đấy. Đúng rồi, creator là danh từ chỉ người mà người ta dịch là người sáng tạo. Người sáng tạo. Tiếp theo nhá, decoration. Decoration là gì ạ? Sự trang trí hay đồ trang trí? Sự trang trí. Trang trí. Rồi, và cô Hà nói luôn cái từ này rất nhiều, thậm chí cô giáo cũng sai. Là danh từ đếm được, có S. Nhớ chưa ạ? Các em nghĩ này. Sự trang trí, đồ trang trí. Tiếp theo, danh từ nữa đó là decorativeness. Từ này có nghĩa là gì ạ? Sự hấp dẫn. À, chẳng liên quan gì đến trang trí cả phải không em? Ghi nghĩa giúp qua nhá. Sự hấp dẫn. Ok chưa? Rồi, và đây decorative là tính từ thuộc về sự trang trí đúng không? Vậy câu 6 đương nhiên của chúng ta phải là danh từ. Trong suốt lễ hội những đồ trang trí được treo ở trên cây. Vậy câu 6 phải là bi. Đấy, đúng rồi, thứ dạo bài rất là nhanh. Tiếp theo cô mời chúng mình làm câu số 7 ạ. She offered to, à, các em ơi, cấu trúc này rất là hay và nên nhớ nhá, đó là cấu trúc offer to cộng verb. À, offer có nghĩa đề nghị, nhưng bình thường là đề nghị để người khác giúp mình, nhưng câu này có nghĩa là offer to verb là đề nghị để mình đi giúp người ta nhá. Tôi đề nghị, anh ấy đề nghị tôi đưa cho anh ấy cái gì đấy để biết là cái machine này, machine tiếp số 2, machine, machine làm việc như thế nào. Đúng ạ? Vậy thì chúng ta cần a là mạo từ, sau mạo từ phải là danh từ. Có đúng không ạ? À, thế mà ở đây chúng ta lại cũng có tận hai danh từ. Danh từ nhất đó là, à, cho cô đoán câu 7 đi các em. Nào thử đoán đây nào. À, sẽ là gì đây? Ở đây chúng ta có từ gì đây? Động từ trước thì demonstrate. Các em nghĩ giúp cô này. Demonstrate, người ta dịch là giải thích. Các em nghĩ giúp cô Hoa nhá. Giải thích. Giải thích. Được chưa ạ? Ghi đạo. Demonstrate. Âm tiết số 1, nguyên tắc 5 sao đúng không? 1, 2, 3. Demonstrate, giải thích. Danh từ số 2 đó là gì ạ? Demonstration là danh từ, dịch cho cô A là sự phát minh. Đúng rồi, 7 phải là B nhá. Diễm Quỳnh là đúng rồi ạ. Nhi anh, à, Nhi anh Thư là sai rồi. B đúng rồi. Chính xác, em mình giúp cô A này. Demonstration là danh từ, người ta dịch là sự thuyết minh. Danh từ nữa là demonstrator là người thao diễn. Demonstrative là tính từ, người ta dịch là gì nhỉ? À, có luận chứng. Ok, vậy câu 7 của chúng ta sẽ phải là be by. Đúng không ạ? Đúng không ạ? Rồi chúng ta dịch nhá. Demonstration. Ok, rồi. À, tiếp theo, câu số 8 cho qua nào. 8 tiếp nhá. Rồi dạo này chúng mình hay bị sai đúng không? Rồi bạn, ấy bạn rồi tiếp tục ạ, câu 8 này. Those countries are on, có giới từ on này. Other countries, so other, danh từ số nhiều này. For most of their food. Food,
food. Ví dụ mình học chuyên đề phát âm rồi đúng không? U dài đúng không ạ? U u food food nhá. Rồi câu 8 sẽ là gì đấy các em? Ở đây chúng ta xem là phụ thuộc hay độc lập đây. Những nước này là hoàn toàn gì đấy và những nước để lấy thực phẩm. Rõ ràng đây phải phụ thuộc còn gì nữa? Phụ thuộc chúng ta có từ nào đây các em? Câu 8 sẽ là 8 sẽ là gì đấy các em? Đương nhiên là A rồi, đúng không ạ? Dependent, ghi cho cô là phụ thuộc. Nhớ nhá. Dependent là phụ thuộc đúng không? Ok. Dịch lại câu 7 hả? Rồi ghi nghĩa nhá. Demonstrate, giải thích. Được chưa? Demonstrator, người thao diễn. Demonstration, sự thuyết minh. Demonstrative, demonstrative, tính từ, có luận chứng. Ok. À, nguyên tắc 5 sao là gì ạ? Nguyên tắc 5 sao là nguyên tắc mà tính từ, động từ, danh từ có 3 âm tiết, mà âm tiết số 2 đọc là y hoặc là ơ, trọng âm rơi vào 1. Đúng không ạ? Trọng âm rơi vào 1. Được chưa ạ? Ví dụ như cô Hoa có từ này đây, từ tập trung này. Đúng không? 1, 2, 3. Có vẻ đây đọc là ơ không ạ? Cái này là concentrate là sai nhé. Đọc lại nào. Concentrate. Concentrate. Âm tiết số 1. Được không ạ? Và rất nhiều từ như vậy các em nhé. Ok. Hiểu chưa em? Rồi. Tiếp tục câu số 9 ạ. Không. Nhưng mà đấy là có nhiều nhiều cách. Đấy là nguyên tắc cái gọi như anh Thư nói. Đấy là cái nguyên tắc rất là quen thuộc rồi. Nhưng mà cô đang nói cách này thì mình nó áp dụng cho nhiều từ ấy ạ. Ok, đúng vậy em, cái đấy của em cũng đúng ạ. Tiếp theo nhá. Dependable cũng là tính từ nhưng em dịch cho cô là phụ thuộc. Các em ghi nè, dependable, phụ thuộc. Hay có thể dịch cho cô, cái từ dependable có thể dịch cho cô là đáng tin cậy. Đáng tin cậy, cô rất chậm và kỹ cho các em nhé. Để làm kỹ nhưng mà để cho chắc tay ạ. Dependable người ta gì là đáng tin cậy. Independence là danh từ. Ok, các em dịch cho cô là gì ạ? Nền độc lập. Nền độc lập. Tiếp theo ạ, chúng ta có danh từ dependability. Dependability tức gì là tính đáng tin cậy. Tính đáng tin cậy. Còn đây là sự độc lập. Ok. Rồi, xong nhá. Tiếp tục qua mời chúng mình làm cho cô câu số 9 nào. Câu 10 là A. À, đã câu 10 là A rồi à? Câu 10 là A là sai rồi chỉ công ạ. He acted in an extremely manner which made him very unpopular. Make somebody cộng tính từ. À, cái điều đó làm cho anh ta không nổi tiếng, không được yêu mến nhá. Ok, vậy câu 9 chúng ta cần lại từ gì các em? À, extremely, các em nhìn này. Extremely là trạng từ. Manner là danh từ. Thế mà trước danh từ phải là tính từ. Mà có phải là sau trạng từ là tính từ? Quá đúng cấu trúc. Cho nên thuyết minh đúng rồi em. Vậy câu 9 đoán của chúng ta phải là gì các em? Nào cho là 9 sẽ phải là 9 sẽ phải là tính từ gì đây? B-boy. Cái lớp ghi nghĩa cho cô hai nhá. Nào, ở đây chúng ta có từ động từ trước đi. Dictate, âm tiết số 2. Từ này có nghĩa là ra lệnh. Em nghĩ ạ. Dictate, ra lệnh. Danh từ số 2, dictation. Dictation, sự ra lệnh. Sự ra lệnh. Dictatorship, danh từ người ta dịch là nền chuyên chính. Hay gọi là chế độ độc tài đấy, đúng không? Cái nào lịch sử biết rồi. Ok. Và đây là tính từ của nó. Dictatorial, có nghĩa là gì ạ? Độc tài. Độc tài hay chuyên chính. Nhá, đúng rồi. Đang. Vậy câu này phải là B chứ, tự ra của bài. Nhá. Câu số 10 nào. He hoped the agency would find him a job. Nào. Cái mời thứ nhất này. Agency là danh từ. Đúng ạ. The là mạo từ. Sau mạo từ danh từ có rồi. Thế thì các em sẽ có một cái tư duy là gì? À, các em sẽ cần một tính từ ở đây phải không ạ? À, nhưng các em ơi, trong tiếng Anh nó có một cái nguyên tắc, nó có một dạng bài nữa. Đó là dạng bài collocation. Đó là dạng bài những cái từ nó kết hợp, kết nối được với nhau. Và cái công ty việc làm ấy thì người ta sẽ phải dùng đi các em ạ. À, employment agency. Agency có nghĩa là hãng. Ok. Rồi, các em nghe giúp qua này. Đây là cơ quan, là công ty giới thiệu việc làm. Nhá, ok. Employee là người làm thuê, các em nghĩ đấy ạ.
Employer nghĩa là người làm thuê, đúng không? Employer là người chủ, bằng với boss đấy, đúng không? Unemployed có nghĩa là gì ạ? À, thất nghiệp. Thằng này thằng tính từ này, thất nghiệp. Thất nghiệp, tính từ thất nghiệp. Ví dụ người thất nghiệp là gì? The employed nhá, tính từ. Còn employment là danh từ, nghĩa là việc thuê người khác làm thôi nhá. Ok, nào có sức làm tiếp không đây? Rồi chúng ta chữa được như thế là bao nhiêu nhỉ? Cô chữa từ 10 giờ kém 10. Ok, gần được 1 tiếng rồi. Đấy, cô chữa kỹ không? Rất là kỹ nhá. Nào chúng ta làm thêm mấy câu nữa nào. Thêm mấy câu nữa nhá. Chiến nốt này, cuối tuần đúng không? Nào, I'm afraid. À đây, ở dưới này, ở dưới từ này cũng là rất nhiều từ quen của chúng em, đúng các em đúng không ạ? I'm afraid they weren't very about your idea of going out this evening. Ok, now, weren't, I weren't. Kem nào là weren't cũng được. À ok, tiếp nhá, tiếp cho hiểu bài hơn nhá. Rồi, weren't hoặc là weren't. Very thì đằng sau phải là tính từ đúng không ạ? Ok, vậy câu 1 sẽ phải là gì các em? Nào, thì tôi tiếc rằng là họ không nhiệt tình với ý kiến của bạn đi chơi tối nay. Yến tối nay là không, đúng không ạ? Oh, sao si được em? Cái này phải là be chứ nhỉ? Enthusiastic. À, từ này nói là tính từ các em nhá. Các em nghĩ giúp cô này. Hăng hái nhiệt tình. Hăng hái nhiệt tình. Ở đây chúng ta có hai danh từ. Danh từ nhất đó là enthusiasm. À, người ta dịch là sự hăng hái. Em chỉ nghĩ một từ thôi ạ. Đúng rồi, enthusiast có nghĩa là người hăng hái nhiệt tình. Và thằng này enthusiastically đương nhiên là trạng từ rồi, đúng không? Ok, mai phải đi học, chuyển phải đi học đúng không? Ok, đúng rồi. Nào, tiếp tục em nhé. Câu số 2 cho qua nào. The student did not do well in the class he had a problem with. À, with là giới từ, viết tắt là prep. Sau giới từ có hai khả năng. Khả năng thứ nhất là động từ dạng verb ing. Và khả năng thứ hai là danh từ hoặc cụm danh từ. Các em nhé. Ok, vậy thì trong câu này đương nhiên chúng ta phải cần gì ạ? Đương nhiên chúng ta phải cần gì đấy ạ? Gì ạ? Danh từ rồi, đúng không ạ? Ok, nào cho em cùng xem nhá. Ở dưới đây, học sinh không học tốt ở trường. À, sinh viên không học tốt ở lớp. Anh ấy có vấn đề với sự gì? Sự có mặt, đúng không ạ? À, tôi tiếc rằng là họ không nhiệt tình với ý tưởng đi chơi vào tối nay. Ok, học trực tiếp thích hơn xem lại quá. Ờ đúng rồi, trực tiếp thích hơn mà. Học xem lại các em phải có một cái độ lì, độ chăm cơ, đúng không? Học trực tiếp này không lười được. Rồi, vậy thì chúng ta sẽ là các em hữu giúp cô nhé. Absent, absent là tính từ. Các em dịch cho cô hoa. Đúng rồi, cái này phải danh từ. Absent là tính từ và dịch cho cô là vắng mặt nhá. Absent là trạng từ, đúng rồi. Absence, absence này có nghĩa là gì ạ? Là có nghĩa là vắng mặt, sự vắng mặt nhá. Danh từ nhất là sự absent, sự vắng mặt. Tiếp theo, danh từ số 2, absenteeism là danh từ. Cái gì cho cô Hoa là tình trạng thường xuyên vắng mặt. Tình trạng thường xuyên vắng mặt. Được chưa ạ? Rồi. Xong chưa? À, nhiều khi xem lại không? Ừ. Lời hứa vẫn là lời hứa mà thôi đấy, đúng không? Rồi. Vậy thì cô vậy thì cô hai sẽ loại từ nào? Danh từ. Nào, anh ta có vấn đề với gì? Với làm sao ạ? Tình trạng thường xuyên vắng mặt ở công sở hay trường học, đúng không ạ? Ở đây là trường học đúng không? Ở lớp mà. Vậy đây sẽ phải là đi đó nhá. Rồi. Tiếp tục câu số 3 cho cô hai đi ạ. Câu số 3 đi. Nào. The information in the article is inaccurate. Accurate, đừng nói là accurate là không chính xác, đúng không ạ? Cái thông tin này, nhìn này, thông tin này, số ít này, động từ số ít này, đúng cấu trúc chưa nhá? Thông tin ở bài báo đó là không đúng về mặt lịch sử. Ok, vậy các em ơi, các em chúng ta cần loại từ gì đây các em? Nào các em nhìn này, is là động từ to be, inaccurate là tính từ, thế mà qua dạy là gì ạ? Đây, absent là tính từ vắng mặt em. Đây là trạng từ, đây là danh từ sự vắng mặt. Còn absenteeism là tình trạng thường xuyên vắng mặt nhá. Ok rồi, thì chúng ta cần trạng từ đây chứ đúng không? Đúng không ạ? Trạng từ đứng trước tính từ mà. Vậy thì đương nhiên cô ba phải là gì? Ba phải gì em? À, đi đọc.
đúng không? Chắc các em đang ngồi ghi cũng nghĩ đấy, phần này các em phải đang ngồi ghi không không comment được đúng không? Ok nhá, đọc theo qua nào. À vẫn nhanh à, historically là trạng từ không đúng về mặt lịch sử nhá. Em mình nghĩ giúp qua nào, ở đây chúng ta các em nào cho qua từ này, từ này rất nhiều người đọc sang các em hay là history nhá, chẳng nghe gì cái này, đọc theo qua nào, history history nhá, lịch sử nhá. Historical, historical nghĩa là thuộc về, thuộc sử học, em ghi đã, thuộc sử học. Đúng rồi, các bạn làm đúng rồi ạ. Trước trạng, nó trạng từ mà, thuộc sử học, đúng không? Rồi, historian là nhà lịch sử học, nhà lịch sử danh từ chỉ người. Nhá, đúng rồi, trạng từ. Chính xác ạ, historically là trạng từ. Vậy thì đương nhiên câu 3 của chúng ta, đương nhiên phải là trạng từ rồi. Đấy, quá siêu. Đấy, lên mình giỏi rồi đấy. Nào, câu số 4 nào. Ok, câu 4 nhá. Some people show, đấy, sau some danh từ số nhiều đúng chưa? Some people show attitude towards. Thái độ với cái gì đó, giới từ gì đây? Toward. Nhá. The misery. Đó là misery nhá, đó là Z ạ. Misery, sự thất vọng. Of others totally untouched by the suffering. À, vậy thì câu 4 chúng ta cần loại từ gì các em? Câu 4 chúng ta cần loại từ gì đây? Chúng ta cần từ gì đây? Nào, show là động từ đúng không ạ? Attitude là danh từ. Vậy trước danh từ đấy thì cô vẫn nói ngay từ đầu là các em đều hiểu cấu trúc như vậy. Thế nhưng mà chúng ta không biết từ vựng ạ. Thế vấn đề của chúng ta là từ vựng mà, cô nói sai đâu. Đúng không? Thì các em sẽ cần tính từ ở đây đúng không em? Đúng không ạ? Rồi, vậy cô định nói gì nhỉ? Một vài người thể hiện thái độ gì đấy đối với sự đau khổ của người khác, hoàn toàn không cảm động. Untouched là không động chạm đến. Totally là hoàn toàn đúng không ạ? Đây này, totally là trạng từ này, trạng từ trước tính từ này, hoàn toàn không không chạm đến cái nỗi đau của họ, không gọi là không xúc động về nỗi đau của họ, không mảy may về về cái nỗi đau của họ đúng không ạ? Vậy câu 4 chúng ta cần tính từ, nhưng tính từ nào đây? Các em nghĩ giúp cô trong hai nhá. Nào, passion, passion là phiên âm là sở nặng đấy, sở nặng. Ok. Ôi, được thông não rồi cả. Wow. Nice, so nice. Danh từ. Như anh Thư ơi, cô bảo này, bây giờ nhá, cô livestream xong cô sẽ chụp cho các em cái ảnh để phân biệt ở các đuôi tính từ, trạng từ, danh từ. Đọc qua nói ngay từ đầu livestream rồi mà. Có bảng thì nó phải là cả một buổi học riêng, nhưng mà cái phần đấy á, phần đấy đọc các em không nhớ đâu, mà các em phải luyện kiểu thế này, nhưng phải cái phần tự đọc các em phải tự nhớ, thì cô sẽ sau livestream cô sẽ gửi cho cái ảnh ấy luôn. Ok nhá. Rồi, để các bạn thông não một số bạn thêm đã. Đúng không ạ? Passion em dịch qua là niềm đam mê. Viết tiếp nha, tính từ. Tính từ, à tính từ này nhìn này, đọc là it là sai nhá. ATE, động từ đọc là it. Ok, nhưng vì đây là tính từ các em đọc là passionate. Đọc là ơ chứ không đọc là passionate, passionate. Đây là tính từ các em dịch cho cô là hăng hái, nhiệt tình. Được chưa? Dispassionate là có nghĩa là gì ạ? Không hăng hái, nhiệt tình. Tính từ bạn tính từ. Passionate trở lại là trạng, trạng từ, ADV. Nhá, ok. Vậy câu 4 của chúng ta đương nhiên phải là gì? Một vài người thể hiện cái thái độ làm sao? À không đúng không ạ? Không chứ đúng không? Vậy câu 4 sẽ là B-boy. À không, không gì ạ? Không nhiệt tình, không nồng nhiệt với sự đau khổ khác. Đúng không ạ? Đúng rồi. Câu số 5 sẽ là gì các bạn ơi? The charity, các em đọc cho qua là chờ, phiên âm là chờ nhá, không phải là charity nhá. The charity organization. Đấy, đây là một cấu trúc. Các em biết rằng là organization là danh danh từ và nhiều bạn nói là charitable organization. Rồi, các em nói này chẳng ai bảo các em sai cả. Nhưng các em ơi, đây là một cái phần collocation cấu trúc thì em dùng charity cho cô à, nhá. Ok, receive a large gift. Gift là món quà from the. Nào, the là mạo từ. Đúng ạ? Ok. Rồi. Rồi, giờ là mạo từ. Ơ cô nhận được tin nhắn của Nhi Anh Thư đâu em nhỉ? Cô là cậu hay cờ cô đấy. Giờ là mạo từ, sau mạo từ phải là danh, danh từ. Đúng không? Thế gì là xong rồi. Vậy câu nào nào của chúng ta sẽ phải là gì? À, be boy. Donor, cái mỹ giúp khoa nhỉ? Donor, danh từ người ta gì là người tặng, người cho. Donation là sự cho, sự tặng. Donate. Ok. Donate là động từ, cô gửi luôn. Cô gửi luôn sau buổi livestream. Gửi luôn, cô nhớ buổi sau cô chả nhớ gì đâu. Donate là động từ nhá. Và động từ ở đây sẽ là cho tặng một tổ chức từ thiện nhá.
Donate đi với giới từ gì em? To. Cái này gặp trong mày đến từ suốt là gì nữa? Nhá. Rồi. Câu 6 đi. 6 sẽ là gì đấy em? À, ok. Rồi. The sick child must stay away from others because he has a disease. Disease, âm tiết số 2. Nhiều bạn là âm tiết số 1 là disease, sai đấy nhá. Ok. Vậy câu 6 chúng ta còn lại từ gì các em? À, bạn Dũng bạn ghi là danh từ. Có đúng không ạ? Các em, đúng không ạ? Sai rồi. Tính từ chưa em? Đây nhá. Ơ là danh từ. Ok em nhá. Rồi, ơ là mạo từ, xin lỗi. Sau mạo từ là danh từ. Thế mà trước danh từ phải là tính từ nhỉ em nhỉ? Đúng không? Vậy tính từ chúng ta chẳng cần nhắm mắt, à chẳng cần làm nhắm mắt luôn, phải chọn B. Vì thấy đuôi able, thấy đuôi able là kiểu diễn là tính từ nhá. Communicable, đúng không? Cái từ này có nghĩa là cái nghĩa giúp cô nhá. Nào, ghi nghĩa giúp cô nào, động từ trước. Communicate có nghĩa là giao tiếp. Đúng không? Ví dụ qua một là communicate a disease, không phải là giao tiếp bệnh đâu nhá, mà dịch là truyền bệnh. Ghi đi ạ. Communicate a disease, người ta dịch là truyền bệnh. Nhớ chưa? Rồi tiếp theo, tính từ communicable, người ta dịch là gì ạ? À, có thể lây lan, có thể lây ạ, có thể lây. Communicator, người truyền tin. Communication, sự giao tiếp. Ok? Đấy. Tiếp tục ạ. Câu số 7 nào. Nào, cố nốt, còn 4 câu thôi là chúng mình được go to sleep, ok? The technician applying, đọc là ơ nha. Applying for the position, đọc là Z nha, đọc lại nào. Thằng O này đọc là ơ nha, đọc lại nào, không phải Paul, đọc lại nào. Position was asked to supply a list of her former places of employment. Nào, câu 7 đáp án của chúng ta sẽ là gì đây? Chúng ta còn lại từ gì các em? Nào, chúng ta cần tính từ. Đây, ơ là mạo từ. Ok, đúng rồi em ạ. List là danh từ. Đúng không? Thì chúng ta phải cần tính từ ở đây. Ôi, nhắm mắt làm luôn. Đấy, xong chưa? Rồi, và qua là nghĩa chứng minh nhá. Cái từ ghi cho cô này, danh từ này, cái này trong làm bài đọc hiểu lắm đấy. Nào, đọc là K nhá. Chronology. Âm tiết số 2, chronology. Em nghĩ giúp con là trình tự xảy ra các sự kiện. Trình tự xảy ra các sự kiện, đúng rồi, tính từ em nhé. Đấy, bạn Nhi anh Thư làm tốt. Trình tự xảy ra các sự kiện. Tiếp theo, tính từ của nó chronological thì lại trọng âm rơi vào no, còn thằng này rơi vào no nhé. Đó lại nào, chronological tính từ, và thằng này dịch cho cô là theo thứ tự thời gian. Không, viết nghĩa một từ thôi, viết nghĩa danh từ thôi. À, tiếp theo chúng ta có từ chronologist là danh từ chỉ người, đúng không ạ? Có nghĩa là nhà nghiên cứu niên đại nhá. Ok. Rồi. À, tiếp tục câu số 7 nè, à, câu số 8 nè. I do not understand what this result. Tôi không hiểu là cái kết quả này làm gì đấy. Chúng ta còn lại từ gì các em? À, result là danh từ đúng không? What, vậy thì chúng ta cần động từ đây. Đúng không ạ? Và đương nhiên nhắm mắt nhắm mũi luôn. 8 phải là be rồi, động từ rồi đúng không? À, thiếu chữ y đấy nha, signify. Nghĩa giúp qua nào. Signify, động từ có nghĩa là gì ạ? Có tầm quan trọng, em nghĩ đã, có tầm quan trọng, có tầm quan trọng. Significant là tính từ quan trọng, từ này quá quen đúng không? Significance là danh từ, sự quan trọng. Significantly có nghĩa là đầy quan trọng, đầy sự quan trọng, đầy ý nghĩa, dịch thế cũng được. Ok, rồi câu 9 nhé. They said my inner words don't they realize, âm số 1, realize I'm in a lot of pain. To be in a lot of pain là bị đau nhá. Họ nói rằng bệnh của tôi chỉ là tưởng tượng thôi, họ không nhận rằng tôi đau thật mà, đúng không ạ? Rồi, vậy câu 9 chúng ta cần loại từ gì em? À, đương nhiên chúng ta cần tính từ rồi, vì was là động từ to be, sau to be phải là tính từ. Nhưng ở đây chúng ta có tất hai tính từ các em ạ. Em hãy giúp qua hoa nhá. Ở đây chúng ta có từ gì ạ? À, imaginary. Từ này cũng cảm giác viết sai ấy. Cô viết lại từ này cho. Gene này, chữ A sau chữ N nhá. Ok. Imaginary, người ta dịch là tưởng tượng hoặc là không có thật. Cái mi đạo tính từ tưởng tượng phải không có thật. Tiếp theo, chúng ta có từ imaginative, có nghĩa là gì ạ? Giàu tưởng tượng. Imagine là tưởng tượng động từ, imagination là danh từ.
Vậy câu 9, đáp án của chúng ta đương nhiên phải là bệnh tưởng tượng thôi. A nhá. Đúng rồi. Rồi, tiếp tục ạ. Câu số 10 là câu rất là quen thuộc và dễ, đúng không ạ? Cô ta gì đấy hơn chị gái? Cô ta kém, kém gì ạ? Kém chăm chỉ. Vậy đây chúng ta sẽ dùng tính từ. Less đằng sau đương nhiên tính từ rồi. Student là danh từ đúng không ạ? Trước danh từ tính từ, các em ghi giúp con này. Industrious có nghĩa là chăm chỉ. Industrial là tính từ thuộc về công nghiệp. Industrialist, industrialist là nhà tư bản công nghiệp. Danh từ chỉ người, nhà tư bản công nghiệp. Industrialized là gì ạ? À, được công nghiệp hóa. Đây là tính từ dạng phân từ 2. Ok. Ok. Rồi, qua cảm ơn em. Đó. Nhá. Rồi. Thế thì ôi thôi, mỏi quá. Được tròn một tiếng rồi các em. Thế, rồi. Thế thì các em sẽ làm tiếp cho cô nhá. Làm tiếp đi ạ. Và cô sẽ các em có thích cô cho đáp án cụ thể ở các bài còn lại không? Thích không? Ở đây chúng ta còn bài 3, bài 4 và bài 5. Nói thôi mà nhiều phết thì cô sẽ cho chúng mình đáp án cụ thể bài này nhá. 3, 4, 5. Tự luyện nhá. Để hôm sau chúng ta sẽ sang chuyên đề cô đảo. Thứ 2 tuần sau cô Hoa sẽ dạy chuyên đề cô đảo. Chuyên đề cô đảo nó hay có ở dạng bài viết lại câu là dạng bài đồng nghĩa lắm mà rất hay nhiều bạn là vẫn bị chưa hiểu cô đảo lắm đâu. Nha. Cô sẽ cho chúng mình đáp án sau. Nhưng mà bây giờ cô sẽ gửi chúng mình cái ảnh mà nói về là thế thì ví dụ như tính từ là đuôi able chẳng hạn, đúng không? Hay là danh từ có đuôi it chẳng hạn, hay đuôi man chẳng hạn, hay đuôi should chẳng hạn, hay đuôi gì và là các thứ đuôi, hay là trạng từ đuôi gì. Ok, thì cô sẽ gửi cho các em luôn ngay bây giờ để cô đỡ quên nhá. Rồi qua chúc chúng mình ngủ ngon. Và những bạn nào thực sự mà muốn luyện 200 đề để học cùng với cô Hoa thì các em đăng ký bằng link sẽ có các trợ lý giúp các em nhá. Và cô khẳng định chúng mình sau khi luyện 200 đề này xong, các em đã được 6 phần của phần IELTS rồi các em ạ. IELTS rồi nhá. Ok, về phần từ vựng, cấu trúc và tất cả các thứ. Ok, qua chào chúng mình. Chúc chúng mình ngủ ngon, hẹn gặp lại chúng mình vào thứ 2 tuần sau nhé. Goodbye for now, have a good day. Chào cả nhà, xin chào.